chúng ta hãy nhìn lên gương mặt của các nhân dân, chúng ta hãy lắng nghe giai điệu cồng chiêng và các vũ đạo dân gian xem sự hạnh phúc của những người tổ chức cuộc thi bảo đảm tiếng Việt người trong thế giới bên kia như thế nào. Xin mời quý vị cùng thưởng thức phần trình diễn của các nghệ nhân đang nghe đến từ Kiên bắt đầu với một câu thi. Vui lòng chúng ta hãy mở rộng vòng tròn ra đi ạ, để cho các thành viên của chúng ta có không gian để thoải mái trình diễn ạ. Và quý vị phía trước chúng ta hãy vui lòng lưu lại một chút để nhiều không gian cho các thành viên trình diễn. Và xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you.
Chương trình cổng chiên cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm sẽ tạm thời khép lại đêm diễn ngày hôm nay. Nên quý vị hãy đừng ngần ngại, chúng ta hãy vào thưởng thức không khí lễ hội ngay tại giữa trung tâm thành phố Pleiku, ngay trong chương trình cổng chiên cuối tuần của chúng tôi. Và ngay bây giờ, xin mời các nghệ nhân tiếp tục trình diễn bài Mừng Nhà Rông Mới thay như lời tạm biệt gửi đến quý vị khán giả trong đêm diễn ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, một lần nữa thay mặt cho các nghệ nhân, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến quý vị đã ủng hộ cho chương trình cũng như là các nghệ nhân suốt từ 2 tiếng đồng hồ từ đầu chương trình cho đến bây giờ. Và chiếc đùi được đặt tại vị trí cây nêu ngay ở trung tâm sân khấu là nơi để chúng ta có thể thể hiện sự ủng hộ yêu thương dành cho các nghệ nhân. Và toàn bộ số tiền này sẽ được dành tặng nghệ nhân trong đêm diễn hôm nay ngay sau khi đêm diễn kết thúc. Thưởng thức và trải nghiệm do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai thực hiện được diễn ra vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần trong khung giờ từ 19 đến 21 giờ. Và trong chương trình là phần trình diễn của hàng ngàn nghệ nhân người Gia Lai và Ba Na đến từ 17 đơn vị huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong chương trình, các nghệ nhân sẽ trình diễn các tiết mục cồng chiêng, hòa tấu nhạc cụ làm từ tre nứa, dân ca dân vũ, phục dựng các lễ hội truyền thống, và không thể thiếu đó là phần trải nghiệm giao lưu cùng với khán giả. Yo.
Khi đêm diễn của chúng ta sắp sửa khép lại, chúng tôi một lần nữa rất biết ơn quý khán giả gần 2 năm qua đã luôn đồng hành, chia sẻ và ủng hộ cho cuộc thi cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm. Hôm nay chúng tôi được đón rất nhiều vị khách quý, trong đó có hai cô giáo có cái tên thật là đẹp là cô giáo Hoa và cô giáo Tiên, từ Hà Nội vào đây để giảng dạy về di sản văn hóa dân tộc. Chúng tôi thật hạnh phúc vì điều này. Chúng tôi hy vọng sau đêm nay các cô sẽ giúp cho các đồng nghiệp của chúng tôi là các bạn đang học trong lớp này hiểu thêm về di sản văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên, hiểu thêm về những giá trị mà chúng tôi cần bảo tồn và phát huy để các bạn của chúng tôi sẽ làm tốt hơn công việc của mình ở cơ sở. Và chúng tôi sẽ thật hạnh phúc nếu hai cô giáo vừa dạy di sản cho các em lại vừa có thể nắm tay các nghệ nhân của chúng tôi nhảy múa trong đêm hôm nay. Mời học sinh Hưng, học sinh Hưng còn ở đây không? Nếu còn thì học sinh Hưng mời các cô giáo ra nhảy. Chúng ta sẽ kết hợp giữa lý thuyết và thực hành ạ. Sẽ rất là hạnh phúc. Cảm ơn các cô giáo. Tôi cần một sinh viên đại học có thể ghi lại những tấm hình ảnh này cho các cô giáo ạ. Bởi vì Tây Nguyên của chúng ta biến đổi từng ngày, chúng ta thật khó để mà tìm được một cái lễ hội đông vui với nhiều người dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống của mình như thế này. Tây Nguyên là một vùng đất kỳ bí và thời xưa Tây Nguyên là nơi
ra rất nhiều buổi tranh chấp giữa các bộ lạc, và chiến thắng của người Tây Nguyên đôi khi không chỉ là sự chiến thắng giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, mà còn bao gồm cả sự chiến thắng các loại thú dữ hoặc thiên nhiên. Chúng tôi sẽ không bình luận sâu về sự chiến thắng mà những người quý vị thưởng thức ngay tại đây hôm nay. Lúc này những giai điệu cổng chiêng các vũ đạo dân gian trong một tiết mục có tên là Mừng Chiến Thắng. Chia sẻ với tôi hay không? Và đây cũng là một phần rất là không hề nhỏ để các nghệ nhân của chúng ta tiếp tục trình diễn.
bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Xin mời quý vị chúng ta hãy đừng ngần ngại và ủng hộ cho các nghệ nhân và cũng xin thay mặt cho các nghệ nhân cảm ơn sự ủng hộ quý vị từ đầu chương trình cho đến bây giờ. Chúng ta đã nghe những giai điệu của cổ chiêng, những âm thanh của núi rừng vọng ra.
tháng ngày. Cầu chiên cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm với các người dân Ba Na đến từ Đắk Lắk. Có thể mang lại cho chút ví dụ chút cảm giác an nhàn. Chúng ta vẫn liên tục tiếp diễn cho đến 21 giờ. Và ngay sau đây xin mời tiết mục hòa tấu. Chúng ta đã nghe những làn điệu dân ca. Chúng ta đã thấy những vũ đạo dân gian. Chúng ta đã nghe những âm điệu của núi rừng quan vọng từ những chiếc đàn cho linh làm từ tre nứa. Và một phần thân thể thiếu đó là chúng ta đã thấy những âm vang sôi động của cổng chiêng. Và phần tiếp theo của chương trình, phần hấp dẫn của chương trình đến còn ở phía sau. Cảm ơn một lần nữa quý vị đã đến chung vui chia sẻ và ủng hộ chúng tôi trong chương trình cùng chiến cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm. Chương trình của chúng ta đêm nay đã và đang tiếp tục với một miền mẫu hứng của các nghệ nhân Ba Na. Các nghệ nhân có thể đo đếm được sự ủng hộ của quý khán giả và ngay lập tức họ trình diễn một phần như là sự ứng tác để cảm ơn quý khán giả trong chương trình cùng chiến cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm đêm nay. Quý vị hoàn toàn có thể lên chung vui cùng các nghệ nhân của chúng tôi bằng cách nhảy múa, đánh chiêng hoặc là đi theo đoàn. Thank you.
Tinh thần đoàn kết của chúng ta càng thêm chặt chẽ, và điều đó mang lại cảm hứng cho các nghệ nhân trong đêm diễn hôm nay. Xin mời quý khán giả, chúng ta cứ tự nhiên lên sân khấu, nắm tay các nghệ nhân và nhảy múa cho vui.
con lớp thơ và ba người đang theo học lớp tỉnh chiêng tại Pleiku, một người đã tham gia làm hồ sơ UNESCO công nhận cổng chiêng Tây Nguyên là cổng các di sản phi vật thể của nhân loại, và người mặc áo trắng cọc tay đấy, người đang cầm chiêng để đánh cùng với dàn chiêng của Bắc Đoan. Đây là chương trình của chúng tôi thì có một cái phần đó là trải nghiệm, và trải nghiệm không chỉ là nhảy múa mà có thể đánh trống, đánh chiêng hoặc là tham gia các hoạt động này, và anh Dũng thì đã đánh chiêng trong trường hợp này. Quá cao thì chỉ có một số người xem được thôi, còn những người sau thì chỉ thấy cái lưng của chúng ta. Như tất cả các buổi tối thì chúng tôi thường thấy rất nhiều quý khán giả sẽ tham gia nhảy múa cùng với các nghệ nhân. Chúng tôi vừa thấy một người bạn của mình, đây là bạn Trang. Trang đến từ một homestay rất mới khai trương ở Pleiku, Anna Homestay, một trong những người rất là yêu văn hóa truyền thống. Và hình như là chị Trang cũng ra sẵn sàng để bước vào vòng xoan với các bạn nhân của chúng tôi. Chúng tôi rất hạnh phúc nếu bà chủ trẻ của Anna Homestay tham gia chương trình hôm nay. Xin mời. Tôi cũng tưởng tượng là nguy hiểm quá nếu đấy là gươm giáo thật. Thưa quý vị, đây là một trong những cái nghi lễ cổ xưa của người Tây Nguyên nói chung, người Ba Na nói riêng, và họ đang mô phỏng lại hình ảnh của các chiến binh xưa. Tất cả những thứ này là đồ gươm hoặc là thiên chỉ là đạo cụ thôi, và không hề có sắc nhọn, là không có thể sắc thương. Nên xin quý vị yên tâm. Ngay bây giờ quý vị có thể lên xoang cùng bác sĩ nữ của chúng tôi ạ. Chúng tôi đã thấy một cháu bé
mặc quần đỏ áo hồng đã rất là giỏi giang trong việc nhảy múa. Chưa thấy cháu dẫm phải chân để chị nào cả, chứng tỏ là cháu rất là tiếp thu nhanh. Vâng, đây chúng tôi thấy một cô bé áo vàng đã tiếp cận sân khấu rồi, rất là điệu đà. Quý vị hoàn toàn có thể lên sân khấu nhảy múa cùng các nghệ nhân của chúng tôi. Tôi vẫn hay nói vui là ngay lập tức thì mọi người chưa thể trở thành nghệ sĩ hay nghệ nhân được đâu. Nhưng mà dù sao thì một buổi tập thể dục như thế này, một buổi tập thể dục như thế này cũng là tốt cho sức khỏe. Đêm nay, thưa quý vị, ở Tây Nguyên thì con trâu không phải là đầu cơ nghiệp. Con trâu là một lễ vật quan trọng nhất mà người Tây Nguyên có thể dâng hiến cho thần linh khi tạ ơn các thần linh hoặc để cầu xin thần linh một điều gì đó. Và đêm nay ở đây, lúc này chúng ta đang thưởng thức các vũ đạo dân gian cũng cùng chiêm liên quan đến nghi lễ ăn trâu, đâm trâu của người Ba Na Tây Nguyên. Xin giới thiệu với quý vị là tham dự đêm hôm nay tại đây thì có gần 20 nghệ nhân chỉnh chiêng. Có rất nhiều người trong số 20 người này đã cùng tham gia lập hồ sơ cồng chiêng để trình UNESCO công nhận tuyệt tác di sản phi vật thể của nhân loại. Vâng, các anh đang có mặt ở đây có lẽ là sẽ tốt hơn nếu chúng